Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hòa Bình nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách căng cầu ong như thế nào này. Cái thứ hai nữa là em sẽ hướng dẫn mọi người gắn cái chân tầng đấy. Và lao cái cầu ong vào cho một cái tổ ong nhé. Đấy, ở cái video trước thì em đã giới thiệu cái dấu hiệu để mình nhận biết cái cách để mình lao cầu ong rồi. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người là sẽ căng cầu ong như thế nào này, cho nó hiệu quả này, cho nó căng dây này. Rồi là một cái nội dung nữa là em sẽ hướng dẫn cho mọi người, em gắn cái chân tầng vào cho mọi người xem nhé. Và cuối cùng là em sẽ hướng dẫn mọi người lao cái cầu này vào trong cái tổ ong như thế nào nhé. Thì đấy là nội dung. Thì cái đầu tiên mà mình muốn căng được thì mình đầu tiên mình phải làm vệ sinh cái cầu này đi này. Đấy. Mình lấy dao hoặc lấy kéo như này, em tiện cái kéo này em làm luôn cho nó sạch sẽ đi đã. Đấy. Làm cho nó sạch sẽ đi. Đây là cái chân cầu mà người làm quen, người ta chuyên nghiệp là người ta sẽ xẻ một cái rãnh ở giữa đây này. Để khi đó mình sẽ chèn cái chân tầng này vào đây nhá. Đấy. Thì đấy là cái mà đầu tiên là vệ sinh này. Sau đó đến cái thứ hai là mọi người sẽ luồn dây nhá. Thì đây mọi người xem em luồn dây đây này. Đấy. Luồn cho mọi người xem nhá. Đó, thực ra thì cái luồn dây này nó dễ thôi mọi người ạ. Nhưng mà thôi em cứ hướng dẫn đây, em làm đây tiện, em ấy thì em làm em hướng dẫn cho mọi người luôn. Đó. Đây. Sau khi mình luồn được dây rồi thì mình sẽ cố định một cái đầu ngoài này lại này. Đấy, mình sẽ đây em sẽ quấn lại cho mọi người nhìn thấy đây nha. Đấy. Để cái đầu này nó dài ra một chút, sau đó là mình luồn qua đây cho mình quăng nó quay lại phía bên này. Đây em sẽ lấy cái kìm em rút cho nó căng cho mọi người nhé. Đấy. Thế sau khi mình quấn được như này rồi thì bắt đầu mình quấn cái đầu này lại này. Xoắn cho nó chặt vào nhé. Đây. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình sẽ xo cái dây này này. Cho nó căng ra. Căng ra cái đầu này, sau khi nó căng ra rồi nhé. Thì mọi người đây túm một cái đầu này. Thì bây giờ ví dụ như này này. Em sẽ buộc nó vào một cái này. Buộc vào cái kéo này chẳng hạn này, hoặc là một cái que nào đó cũng được này. Đấy. Sau đó là mọi người sẽ quăng nó vào đây. Đấy nhé, mọi người lôi này. Đấy. Đồng thời lôi là mình sẽ dùng cái này này. Đấy, để mình kéo cho nó căng cái dây ra. Đấy. Đến đâu thì mình sẽ quấn ngắn nó vào. Thì cái dây của mình nó sẽ chạy. Mình làm như này để cho cái dây nó chạy, cho nó căng cái dây mọi người nhá. Chưa? Đấy. Cái này nói chung là mọi người phải làm càng căng nó càng tốt nhá. Đấy, ví dụ cái này nó có một cái điểm tì thôi nó đứt thôi. Em căng nó hơi quá đà. Đấy, hoặc là không thì mình lấy luôn, bây giờ nó đứt như này rồi thì em lấy cái đầu này em kéo cho nó căng lên này. Đấy, mọi người thấy chưa? Cái dây này nó chạy nhá. Thế là mình kéo nó căng ra. Đấy, bây giờ quăng nó vào đây. Và buộc nó lại. Cái dây này nó đứt nó hơi ngắn này. Đây, hoặc là cái kìm này mình tuốt nó cũng chạy được thôi mà. Nó võng như kiểu cái vó ấy. Em lấy cái thước thì em để cho nó chặn cái dây này. Đấy, mọi người thấy chưa? Thì nó sẽ căng. Đấy, nó chặn cái dây này cho nó căng này. Đó. Nói chung là cái dây này nó phải càng căng càng tốt cho mọi người nhé. Để làm gì? Để cái khi mà mai kia mình dán, một là mình dán chân cầu, thứ hai cái khi cái dây thép này thường thường là nó bị
gọi là nó bị giãn, thế cho nên là mình phải kéo càng căng nó ra càng tốt. Đấy. Bây giờ luồn qua đây xong mình lại quấn nó quay ngược trở lại luồn vào cái lỗ này. Đấy, sau đó lấy kìm rút đi. Đấy. Sau khi mình được rồi thì bắt đầu mình cố định mình buộc vào đây. Đó. Thế như vậy là em đã căng được một cái cầu khá là hoàn thiện này, mọi người thấy chưa? Đấy, dây nó căng như dây đàn này. Thế sau khi mà mình căng được cái này rồi thì mình cắt cái đầu dây thép thừa này đi một ít này. Để nó rất là ngắn thôi. Đây là cái kéo em cắt cho mọi người. Đây chính là cái đồ. Thực ra nuôi ong là nó cũng nhiều đồ lắm mọi người ạ. Đấy. Đầu này mình quấn cho nó sát hết vào. Mình quấn được xong rồi thì bắt đầu là bây giờ đến cái công việc thứ hai là mình sẽ... Đây đây chính là cái chân tầng nha mọi người nhé. Cái này nó được nấu ra chính là từ cái xác của con ong mà sau khi mà mọi người quay cắt cái nắp ấy, với lại những cái cầu ong mà bỏ đi thì mình sẽ lại lấy cái này về. Mình nấu nó ra. Nấu ra sau đó là người ta cán nó ra được cái chân tầng như này này. Thì cái đầu tiên là mình sẽ cắt cái góc nó đi này. Đấy. Sau đó là mình sẽ luồn vào đây. Đây nhận luồn em, mọi người nhìn em luồn này. Đấy. Thì mình luồn qua ba cái dây đi nhá. Cho nó gì nhỉ? Đây. Như vậy là đã được em luồn xong rồi nhá. Đấy. Được chưa? Đây thì cái cầu người ta làm chuyên nghiệp là người ta xẻ một cái rãnh như mọi người nhìn thấy không? Đấy, trong này nó có một cái rãnh nhé. Thì sau khi mình đặt cái chân tầng vào đây một cái là mọi người nhìn thấy chưa? Nó sẽ khít luôn như này này. Đấy. Khi nó khít được rồi thì bắt đầu là mình sẽ tổ chức là mình sẽ gắn cái chân tầng này. Gắn thì mình lấy luôn thường thường là đây. Bình thường là bây giờ là cái đàn ong này thì nó còn ít cho nên là mình không chuẩn bị một cái để nấu cái chân tầng. Thì bây giờ em sẽ lấy luôn cái mỏ hàn này mọi người nhá. Cái mỏ hàn này xong rồi em đây em lấy luôn một cái lấy luôn cái phần cắt ra này chẳng hạn. Kia chỗ lòng của em kìa. Trong lòng của em cơ mà. Lòng của em. À đây. Thì đây này. Đây em lấy luôn một cái chân tầng hỏng này nhá. Sau này em sẽ cho nó chảy ra. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy. Đấy, nó sẽ chảy. Đấy, nó chảy nó dính hết nó vào cái này. Chứ còn nếu mà đúng ra là phải có một cái máng bằng sắt ấy, xong mình đốt cho nó nóng chảy thì mình đổ vào cái này cái là nó chạy tuột xuống dưới này luôn. Thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây này. Khi nó nóng chảy ra là nó thấy là nó cứ thế là nó đổ là nó chạy xuôi theo đây này để theo một góc nghiêng như này nhá. Thì cái chân tầng này nó sẽ chảy hết xuống dưới này và nó bám. Đấy. Alo. Rồi. Như vậy là em đã dán được gắn được một bên rồi mọi người nhá. Đấy nó chảy đây này. Sau khi nó có nhiệt thì cái đấy nó sẽ chảy ra là nó sẽ gắn được cái má bên này rồi nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Sau khi gắn được một bên rồi thì lại bắt đầu mình lại gắn sang bên thứ hai này. Mình lại nghiêng nó lên mình gắn bên này. Cho nên là mọi người mà muốn làm ong là tốt nhất là phải sắm lấy một cái mỏ hàn như này mọi người này. Đấy, để mình lúc mình gắn chân tầng nhá. Đây này mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, nó chảy là nó cứ thế là nó khi nó nóng chảy ra là bắt đầu nó cứ chạy theo cái rãnh đấy. Rồi. Thế như vậy là em đã gắn xong rồi mọi người nhìn thấy chưa? Nó giống như một cái quạt đấy chưa? Đấy. Thế là gắn được cái thứ nhất là gắn được cái gáy trên này rồi nhá. Thì còn một cái dụng cụ nữa để gắn cái chạy này này. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Thì bây giờ mình em lại phải cho nó lên đây mà em phải có một cái cục gỗ nhá. Làm sao cái cục gỗ này nó phải bằng với cái chân tầng này. Để làm cái gì? Thì đây. Cái đầu này, cái đầu của cái mũi hàn này mọi người xẻ một cái rãnh nhanh nhá. Đấy. Để làm gì? Cái rãnh này mục đích xẻ ra đây này để em cắm nó vào đây này. Đấy. Sau khi nó nóng lên nó chạy vào đây thì nó sẽ hàn được cái dây này. Đấy. Đây, thế như vậy là nó sẽ hàn được cái dây này này.
Đây. Đấy, có cái rãnh này nha. Thế là mình cứ thế mình kéo là nó sẽ liền cái dây thép này, nó nóng lên, nó truyền nhiệt là nó sẽ gắn đây này. Đấy là một cái thứ nhất nhá. Sau đó cái thứ hai này, lại đặt nó vào đây. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Thế như vậy là để em đã gắn được nhá. Sau đó là mình lật sang bên này, mình lại gắn bên này. Thế như vậy là em đã gắn được xong một cái chân tầng này rồi mọi người này, thấy chưa? Đấy. Bây giờ mình có thể là mình dùng bình quạt được rồi đây mọi người này. Đấy. Sau khi gắn xong thì mình sẽ mang ra mình lau cầu, thấy chưa? Thì đấy là đây chính là cái nội dung mà để gắn một cái chân tầng em hướng dẫn cho mọi người nhé. Căng cầu như nào này, sau đó là mình gắn chân tầng như nào. Thì đấy đây này, ví dụ như mọi người nhìn thấy chưa, cái chân tầng ở đây, cái cầu của em đây nhá, đây này nó có một cái rãnh như này đấy. Cái rãnh này để làm gì? Để cái rãnh này chính là cái chỗ này đây này đấy, là mình khi mình cho nó vào cái đây này, mọi người nhìn thấy chưa, cái chân tầng nó sẽ chui vào cái khe này, thì mình nấu cái sáp nó nóng chảy lên, mình đổ một cái là nó sẽ chảy từ cái đầu trên này, nó sẽ chảy xuống dưới này. Đấy, thì đấy là cái mục đích. Cho nên là nhiều người mới người ta làm là người ta không làm cái rãnh như đâu. Những người nuôi ong chuyên nghiệp ấy, người ta có kinh nghiệm mà người ta sẽ làm thế này. Thì đấy là cái phần thứ nhất em giới thiệu với mọi người cái cách căng cầu ong này, gắn chân tầng này. Và tí em sẽ chia sẻ với mọi người cái cách lao cầu cho đàn ong nhé.